Tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2017, hiện tại và tương lai. Tại diễn đàn, các vấn đề phát triển ngành năng lượng với mục tiêu bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng đã được tập trung thảo luận, trao đổi. Việt Nam dự kiến sẽ đầu tư khoảng 148 tỷ đô la Mỹ phát triển nguồn và lưới điện trong giai đoạn 2016-2030. Theo đó, từ năm 2016 đến năm 2020 sẽ đầu tư khoảng 40 tỷ đô la Mỹ và từ năm 2021 đến năm 2030 đầu tư 108 tỷ đô la Mỹ. Việc đầu tư này nhằm xây dựng hệ thống lưới điện vận hành linh hoạt, khả năng tự động hóa cao từ khâu truyền tải đến khâu phân phối. Về nguồn điện, ưu tiên đầu tư phát triển điện năng tái tạo từ điện gió, năng lượng sinh khối và điện mặt trời, bên cạnh phát triển nguồn nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên.